Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Với mong muốn mang đến một mùa trung thu ý nghĩa dành cho các trẻ em, tập đoàn EcoBuck kết hợp với cộng đồng cư dân tổ chức chương trình Trung thu năm 2023 với chủ đề Gọi trăng về làng tại công viên mùa xuân, khu đô thị xanh EcoBuck, huyện Văn Giang. Điểm nhấn cho sự kiện năm nay đó là bức tường khổng lồ được kết từ hàng trăm chiếc đèn lồng truyền thống sắc màu rực rỡ với nhiều loại khác nhau. Tại sự kiện, các em nhỏ còn có cơ hội được trải nghiệm cách làm ra một chiếc đèn cù thủ công hoàn chỉnh từ những tờ giấy da mộc mạc với sự hướng dẫn từ các nghệ nhân. Hôm nay là ngày cuối tuần, mẹ đưa con đến đây. Con được chơi nhiều trò chơi khác nhau, con cảm thấy rất là vui ạ. Hôm nay con được đi chơi và con làm đèn lồng, con cảm thấy rất là vui ạ. Tôi thấy chương trình này rất là ý nghĩa, giúp cho gia đình và các bạn được gắn kết với nhau vào dịp cuối tuần. Màn múa lân vô cùng đặc sắc, thực sự đã cuốn hút các em. Bên cạnh đó còn có chương trình múa rối kể về sự tích chú quậy cung trăng, khiến các em nhỏ thích thú không rời mắt. Đây cũng là một dịp, một cơ hội để cho cả gia đình có thể có một dịp cuối tuần vui chơi bên nhau và các con có dịp để trải nghiệm lại những cái gì mà tuổi thơ của mẹ đã từng trải nghiệm. Ví dụ như là các con được làm đèn cù bằng giấy gió này, được tìm hiểu các trò chơi dân gian và được xem múa lân, rất là vui ạ. Ngoài ra, chương trình cũng dành riêng một khu trưng bày và trải nghiệm khoa học về khám phá mặt trăng. Sự kiện được mở cửa miễn phí đã thu hút khoảng 2.000 lượt người tham quan. Chương trình Trung thu năm 2023 với chủ đề Gọi trăng về làng thực sự trở thành một ngày hội ý nghĩa, giúp cho các gia đình có thêm thời gian để gắn kết, chia sẻ và yêu thương, nhất là trong mùa Tết đoàn viên.